Chào mừng các bạn đến với bản tin trường ngày 7 tháng 7 năm 2024 của Tuần Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. James Rodriguez lại thăng hoa. Tỏa sáng rực rỡ trận Colombia thắng Panama tại vòng tứ kết, James Rodriguez đã tạo ra thống kê có 1-0-2 trong lịch sử Copa America. Ở trận đấu sáng nay, Colombia vui dập Panama với tỷ số 5-0. Năm cầu thủ ghi bàn cho Los Cafeteros là Córdoba, James Rodriguez penalty, Diaz, Rios và Broja. Riêng James Rodriguez, ngoài một pha lập công, cựu tiền vệ Real Madrid và Bayern Munich còn có cú đúp kiến tạo. James Rodriguez thực hiện đường chuyền cho Córdoba ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Sau khi lập công nâng tỷ số lên 2-0, tiền vệ 32 tuổi đánh dấu một ngày thi đấu như mơ bằng pha kiến tạo giúp Diaz nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 41. Theo thống kê, James Rodriguez trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử in dấu giày trực tiếp ghi bàn cộng kiến tạo vào 3 bàn thắng trong một hiệp đấu ở một trận đấu tại Copa America. Nhờ sâu diễn tuyệt đỉnh này nên James Rodriguez được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Đáng chú ý, James Rodriguez đã giành 4 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở Copa America 2024. Giải đấu anh ghi 1 bàn và có 5 kiến tạo đến thời điểm này. Phong độ ấn tượng của James Rodriguez góp công lớn giúp Colombia lần thứ 2 liên tiếp giành vé bán kết Copa America 2021 và 2024. Tại vòng 4 đội mạnh nhất ở Mỹ hè này, Colombia sẽ chạm trán đội thắng cho cặp tứ kết giữa Uruguay và Brazil. Với những gì đã thể hiện, nếu Colombia vô địch Copa America 2024, James Rodriguez sẽ sáng cửa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Uruguay loại Brazil khỏi Copa America. Ngay từ đầu trận, hai đội đều cho thấy sự thận trọng khi không đề cao đội hình và dồn ép đối thủ. Điều này khiến cho tốc độ của trận đấu không được như kỳ vọng của người hâm mộ. Và dấu ấn đầu tiên chỉ đến khi hậu vệ Ronald Araujo dính chấn thương đáng tiếc và phải rời sân sớm. Sau khoảnh khắc này, Uruguay đã thể hiện sự quyết tâm với những đường lên bóng tấn công nguy hiểm từ hành lang biên. Tuy nhiên, tiền đạo Darwin Nunes lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bên phía đối diện, Brazil cũng tạo ra nhiều sóng lên khung thành của Uruguay. Một người nổi bật nhất chính là tài năng trẻ Endrick. Cầu thủ 17 tuổi liên tục có những pha đi bóng lắt léo khiến cho các hậu vệ Uruguay phải bất ngờ. Đồng thời, ngôi sao của Real Madrid còn tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội. Do vậy, các chân sút bên phía Seleção cũng không tận dụng được. Qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả bất phần thắng bại. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi cả hai đều tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là tấm thẻ đỏ tai hại của tiền vệ Nahitan Nandes bên phía Uruguay sau pha phạm lỗi thô với Rodrigo. Mặc dù được chơi hơn người, song đoàn quân của huấn luyện viên Dorival Junior vẫn đánh bất lực và khiến cho trận đấu phải bước vào loạt đấu súng để phân định thắng thua. Tại đây, các cầu thủ Brazil tỏ ra vô duyên khi lần lượt Eder Militao và Douglas Luiz thực hiện không thành công. Trong khi đó, Uruguay chỉ có duy nhất trường hợp của Joao Gomes và tấm vé vào vòng bán kết chung cuộc đã thuộc về Uruguay. Tại vòng 4 đội mạnh nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa sẽ đối đầu với đội tuyển Colombia, đội bóng vui dập Panama ở trận tứ kết trước đó. Ronaldo viết tâm thư gửi cổ động viên. Chia sẻ trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo đã gửi thông điệp cảm động tới người mộ Bồ Đào Nha sau thất bại ở tứ kết Euro 2024. Trong kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo đã được huấn luyện viên Roberto Martinez tin tưởng và đóng đinh một suất đá chính. Nhưng tuổi tác và phong độ xuống dốc khiến CR7 gây thất vọng trên đất Đức. Ngôi sao của Anas không ghi nổi một bàn thắng dù đã chơi trọn vẹn 5 trận. Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết khi thua Pháp trên loạt đá luân lưu. Tham vọng giành chức vô địch Euro thứ hai của Ronaldo đã thất bại. Huyền thoại của Real Madrid không khỏi tiếc nuối và anh khẳng định Bồ Đào Nha xứng đáng được đi tiếp thay vì chia tay giải đấu ở tứ kết. Trên trang cá nhân, Ronaldo đăng loạt ảnh ấn tượng của anh và Bồ Đào Nha tại Euro 2024 kèm dòng trạng thái xúc động. Tiền đạo 39 tuổi viết: "Chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa, chúng tôi xứng đáng được đi tiếp. Thật sự biết ơn tất cả những gì các bạn đã ủng hộ đội tuyển và tất cả những gì chúng tôi đã đạt được cho đến nay. Cả trong và ngoài sân cỏ, tôi chắc chắn rằng di sản này sẽ được tôn vinh và sẽ tiếp tục được xây dựng, phát triển cùng nhau. Tất cả đều vì đội tuyển, vì Bồ Đào Nha." Hiện Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai ở đội tuyển quốc gia. Không loại trừ khả năng huyền thoại của Real Madrid vẫn muốn tham dự World Cup 2026, thời điểm anh 41 tuổi, bằng với Pepe hiện tại. Với tính cách luôn muốn chinh phục của Ronaldo, anh sẽ không từ bỏ cơ hội nếu có được huấn luyện viên tin tưởng. Menu gánh cả nước Anh. Kobbie Mainoo đã được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu tứ kết Euro 2024 giữa Anh và Thụy Sĩ. Anh đã có một màn trình diễn đầy thuyết phục
thậm chí còn làm lu mờ cả Declan Rice lẫn Jude Bellingham. Thân đồng 19 tuổi của Man United một lần nữa được huấn luyện viên Gareth Southgate chọn ra sân ngay từ đầu tại Euro 2024 sau khi đã chính trận đấu thắng Slovakia tại vòng 1/8. Anh rời sân ở phút 78 khi đội tuyển Anh đã bị dẫn trước 0-1. Nhưng trước khi rời sân, Manu là một trong những, nếu không muốn nói là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân của Tam Sư. Điều này sẽ không làm người mộ Man United ngạc nhiên khi đã từng chứng kiến Manu làm điều đó hàng tuần trong đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag, và họ đã bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội. Kobe Manu gánh cả đất nước. Một người hâm mộ viên sau một pha di chuyển tuyệt vời của cầu thủ 19 tuổi trong hiệp 2. Một người khác sau đó bình luận: Kobe Manu là cầu thủ tốt nhất trên sân, anh ấy cần được giúp đỡ. Mặc dù bị thay ra và không thể đá tới phút cuối, Manu vẫn là cầu thủ Anh chơi hay nhất trên sân trước thời điểm rời sân và chơi tốt hơn nhiều so với Declan Rice. Sẽ đến tuổi tác và sự thiếu kinh nghiệm so với các đồng đội, Manu sẽ luôn là người bị thay ra khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối cùng đầy căng thẳng. Nhưng khi xem Manu và số liệu thống kê của anh, thật khó hiểu tại sao anh lại bị thay ra trong khi vẫn đang chơi tốt đến như vậy. Theo thống kê của Forbes, Manu đã chuyền thành công 33 trên 34 đường chuyền, đạt tỷ lệ 97%, tạo ra một cơ hội ghi bàn, tung ra một cú dứt điểm, có 49 lần chạm bóng, 2/2 pha tắc bóng thành công 100%, 1 lần phá bóng, 3 lần chặn bóng, 6 hành động phòng ngự, 3 lần thu hồi bóng, 4/5 lần thắng tranh chấp. Một trận đấu tuyệt vời cho Manu, và anh xứng đáng có một suất trung đỉnh xuất phát ở trận đấu bán kết với Hà Lan. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Southgate vẫn tự tin chơi hay. Huấn luyện viên Gareth Southgate đánh giá cao màn trình diễn của cao học trò sau chiến thắng trước Thụy Sĩ trên chấm 11m, qua đó giành vé vào bán kết Euro 2024. Anh và Thụy Sĩ đã chơi chặt chẽ trong trận đấu ở vòng tứ kết Euro 2024. Phải đến những phút cuối trận, những bàn thắng mới xuất hiện. Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước, nhưng anh đã nhanh chóng gỡ hòa. Tỷ số 1-1 buộc hai đội phải đá thêm giờ. Sau 30 phút của hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, trận đấu sau đó phải bước vào loạt đá luân lưu để quyết định tấm vé đi tiếp. Cả năm cầu thủ Anh đều thực hiện thành công những quả đá của mình, và họ giành chiến thắng với tỷ số 5-3. Với kết quả này, Tam Sư vào bán kết gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết: "Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi rất tuyệt vời. Đây là trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi. Chúng tôi đã gây ra cho họ nhiều vấn đề về chơi bóng. Họ là một đội thực sự giỏi, rất khó để gây sức ép. Họ di chuyển rất tốt. Một lần nữa chúng tôi lại ngược dòng. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quan trọng nhất. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong suốt trận đấu. Không chỉ là chơi tốt, đôi khi bạn phải tìm cách để giành chiến thắng. Như Tây Ban Nha đêm qua, tôi rất tự hào về họ." Sau khi nói về Kane, cô ấy đã dẫn dắt đội bóng rất tốt, hướng dẫn các cầu thủ trẻ vượt qua áp lực. Cô ấy bị chuột run khi ngã khỏi sân. Tôi cảm thấy cần phải thay đổi. Với Ivan Toney, tôi có thêm một cầu thủ có thể đá phạt đền. Southgate nói về Saka: "Tôi đã ôm chặt cậu ấy sau trận đấu. Cậu ấy là một chàng trai đặc biệt, là một giấc mơ khi làm việc cùng nhau. Cậu ấy đã thể hiện lòng dũng cảm và chúng tôi tin tưởng vào cậu ấy. Màn trình diễn của cậu ấy thật tuyệt vời." Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trường ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.